Hello, xin chào cả nhà mình nha. Thì hôm nay quay cảnh trong chùa, với lại tôi chia sẻ cho mọi người là một cái bên kia này, kia là tượng Phật, Phật Bà Quan Âm. Thì hôm nay tôi đang tính là chia sẻ cho mọi người là một cái bài bài thuốc trị đáy dầm, ở trẻ em rồi, hoặc là có mấy đứa trẻ mà nó lớn rồi ấy, vẫn còn đáy dầm ấy, thì cũng điều trị đó là cũng là một cái căn bệnh đấy nha mọi người nha. Thì hôm nay tôi thấy mấy sư hái cái trái nhầu này mọi người này, đây trái nhầu rồi, thấy không? Thì trái nhầu này trị đáy dầm hay lắm, nhưng mà phải thuộc dạng cũng phải là khó ăn lắm nha, quen chứ không quen là ăn không được á. Nhưng mà tôi đang tính là tôi kiếm cái cây nhầu để tôi quay trực tiếp cái cây cho mọi người xem. Đây chùa đó, đây chùa này mọi người này, tiết lộ cho mọi người biết là đây chùa này. Chùa thì chùa rộng lắm, mọi người. Tiếp bên kia, bây giờ đang làm công trình nhà bếp nữa, trình phủ nhà bếp đó, bên đó thì để tôi kiếm cái cây nhầu rồi tôi tiếp tôi quay tiếp cho mọi người, và tôi sẽ nói tiếp cho mọi người cách dùng cũng như là công dụng để mọi người biết cái nhận diện cái cây nhầu như nào nha mọi người nha. Nhầu trái nó hôi, nó khai lắm mà mọi người, khó ăn lắm. Đây mọi người này, tôi phải kéo cái cây mà nào mà đưa lên cho mọi người xem. Đây cái nhầu đây đó, nhầu đấy mọi người có thể quan sát cái trái nó này. Đây trái nó đây, trái này trái nhiều không, trái nó hầu lắm mà mọi người phải quen quen mới thấy thơm, chứ còn không quen là thấy nó khai lắm đó. Trái ơi, đấy mọi người thấy trái không đó, nhầu cái nhầu này, chắc hẳn biết rồi. Trái nó đây đó, trái này, đó trái đó. Đấy, mọi người thấy không? Trái đó. Đó, trái đó. Thì đó là cây nhầu nha mọi người nha. Thì dùng cái trái nó ăn trị đáy dầm hay lắm. Đặc biệt là mấy đứa nhỏ mà bị đáy dầm ấy là coi như là cực kỳ hay luôn. Bên kia kìa. Ở trên kia cũng trái cũng khá là nhiều nha mọi người. Đấy. Giờ là chùa cúng cúng cơm chiều á, tụng kinh. Cơm chiều nên là gọt gọt chung. Thì đó là mọi người cứ cho bé ăn chừng cái hai cái vậy, ngày cỡ lần hai lần, ăn những mấy ngày vậy là bớt à. Đó là trị về đáy dầm á, còn không dầm mọi người bỏ trong thổng, mọi người dầm cũng được, dầm cho uống, dầm cho ra nước là uống cũng được. Người mà quen quen thì ăn kêu thôm, nhưng mà không quen là kêu hâu lắm, không quen là nó hâu thôi chịu thua luôn á. Tôi là tôi thua luôn, hâu chịu không nổi đó. Đấy nha mọi người nha, như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video của tôi, bye bye.